một vô lăng thể thao thực sự tốt như lời đồn không anh chị? Thì em trên tay ba mẫu sản phẩm bọc vô lăng với ba màu sắc là đỏ, đen và vàng như thế này. Thì mẫu sản phẩm này người ta nói là chất liệu là da PU 3 lớp nha anh chị. Mọi người nhìn nè, lớp da PU rất là dày như thế này đó. Chúng ta sử dụng, chúng ta bọc vô lăng á thì cực kỳ là tốt nha. Nó tạo cảm giác lái xe nó sẽ đầm chắc hơn nha mọi chị, đầm chắc hơn đó. Đi đường xa, đường dài nó sẽ thoải mái hơn, đồng thời tạo cho chúng ta một cái cảm giác lái nó chắc ăn hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều. Những cái đường mai mũi chỉ của sản phẩm làm rất là đẹp nha anh chị đó, mai rất là đẹp đó, rất là đẹp, đi kèm với những cái phần lỗ thông gió đi kèm để chúng ta khi mà cầm lái tránh tình trạng đổ mồ hôi tay nha, gây tình trạng hôi vô lăng sẽ rất là khó chịu. Thì một sản phẩm này cực kỳ là tốt luôn. Thì anh chị có thể là dễ dàng xem được cách mà em test sản phẩm như thế này đó. Đó, nó quay lại vị trí ban đầu nha anh chị, nó cực kỳ là co giãn nha, và đặc biệt rất là dễ dàng lắp đặt. Các chị em phụ nữ có thể lắp rất là dễ dàng. Thì em có một cái video hướng dẫn ở trong cái phần kênh của em, anh chỉ cần click vào và xem, sẽ có video hướng dẫn mọi người cách lắp đặt bộ vô lăng này rất là dễ sử dụng luôn nhé. Thì bên em có ba màu sắc như thế này là màu đen, đỏ, màu vàng. Anh chỉ cần nhấp vào và có thể là lựa chọn cho mình một mẫu sản phẩm phù hợp với chiếc ô tô nhé, để có thể là sử dụng nha anh chị.